Trần Lâm TV8 xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Vâng, ngày mới thì Trần Lâm TV8 xin kính chúc toàn thể tất cả quý vị và các bạn nhé có một ngày mới vui vẻ, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé. Hôm nay thì Trần Lâm TV8 đi về qua khu vực đây là con đường Cổ Linh. Thì hôm nay Trần Lâm TV8 sẽ quay cái toàn cảnh nhé cung đường Cổ Linh này đang diễn ra, đó chính là hội hoa xuân Tết 2024 nhé. Ở đây thì đang bày bán rất nhiều tất cả các loại cây cảnh để trang trí Tết nhé. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị và các bạn cùng đón xem nhé. Quý vị xem nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho Trần Lâm TV8 nhé. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị và các bạn cùng đón xem. Let's go! Vâng, đây chính là con đường Cổ Linh các bác nhé. Hôm nay thì Trần Lâm TV8 lại tiếp tục quay cho tất cả quý vị và các bạn xem nhé toàn cảnh. Đây là đường Cổ Linh. Ở hai bên đường thì đang bày bán rất nhiều đào, quất cũng như là bưởi và tất cả các loại hoa để bán ngày Tết nhé. Và đây đang có chương trình, đang có lễ hội, đó là lễ hội hoa xuân năm nay là 2004 các bác nhỉ, mà 2024 quên. Lễ hội hoa xuân 2024 nhé. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo chân Trần Lâm TV8 nhé. Em sẽ quay toàn cảnh cung đường này cho tất cả quý vị và các bạn cùng xem. Rồi, hiện tại hai bên đường đây đang bày bán rất nhiều quất và đào Tết các bác nhé. Vâng, ở đây bây giờ đang bày bán rất nhiều đào Tết và quất. Hiện tại thì ở đây nó đang có hội chợ, đó là hoa xuân. Đây bên kia bán hết các bác ạ. Đây em sẽ quay dòng đường này cho các bác cùng xem. Rồi. Hiện tại đây thì đang bày bán rất nhiều quất Tết các bác nhé. Đây là đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội. Quý vị xem nhớ cho Trần Lâm TV8 một like và một đăng ký kênh nhé. Để em hôm nay em quay toàn cảnh đường phố ở đây cho tất cả quý vị và các bạn cùng xem. Dọc đường tuyến đường này là gần một cây số các bác nhé. Thì tất cả mọi người đang bày bán rất nhiều quất cũng như đào. Để mà các bạn cùng theo chân em. Ở đây thì đang có hội chợ hoa xuân các nhé. Đây. Rất nhiều quất các bác nhé. Dọc tuyến đường này thì rất nhiều, bán rất nhiều hoa. Đấy, đến bây giờ thì người ta đã mang bày bán hết ra đây rồi. Đây là lan hồ điệp đâu các này. Địa lan hồ điệp. Đây nữa. Rất nhiều quất và đào. Đấy, hôm nay em quay toàn cảnh ha. Cung đường này cho các bác xem. Đây. Đây là đào Tết các bác nhé. Ở đây thì đang có lễ hội là hội hoa xuân. Rất nhiều đào và quất Tết có nhé. Đây các bác cùng xem. Bây giờ người ta bắt đầu đi mua rồi. Đây, hôm nọ thì em đã quay chỗ này cho bác xem này. Đào Tết đây. Hôm nay em đi qua vòng một lượt quay cho bác xem nhé. Đây. Đấy, bây giờ người ta đã bày hết rồi. Đào Tết rất là đẹp. Đào Tết quất Tết. Đây, đào Tết mai một dãy này các bác nhé. Đây vẫn là thuộc đường Cổ Linh, đó bên Hà Nội. Đấy, em đi xe máy quay mới hết được các bác nhé, còn nếu mà đi bộ thì có buổi đó. Đây cũng đang màn đào đây. Rồi em sẽ quay lại đường to. Bên phía này là bán đào đây. Đây đào đây rất là đẹp các bác nhá.
chỗ này thì nở hoa rồi. Đấy, quý vị nhìn thấy có đẹp không? Hôm nay là ngày 17 các bác nhé. Đây, các bác nhìn nào, Tết này. Quất Tết đây. Hôm nay là ngày 17 tháng 12 nhé. Chỉ còn có 13 hôm nữa thôi là đã là Tết rồi. Thì hôm nay em quay toàn cảnh cung đường này cho các bác cùng xem nhé. Hội lễ hội Hoa Xuân Tết. Còn đây là đầu rừng này. Quất rồi. Đây là quất đấy. Rất nhiều các bác nhé. Một chỗ đằng này là hôm nay em quay bưởi cho các bác xem này. Đấy, bưởi đây. Ôi, các vị nhìn thấy đẹp không? Đây, em sẽ đi một vòng nhé các bác nhé. Hôm nay thì em không đứng một chỗ quay mà như nọ, năm đi vòng quay toàn cảnh nhé. Đường khu vực ở đây là đang trưng bày bán đào cũng như là hoa Tết. Rồi, rất nhiều các bác nhé. Cả bên đường bên kia nữa cơ. Rồi, khu vực này là bán lan. Đây, khu vực này bán lan các bác nhé. Mai trắng. Nói chung là rất nhiều các bác nhé. Còn dễ cơ. Rồi, lan Tết, đào Tết. Hầu lựa chọn các bạn. Em sẽ quay một vòng cho các bạn xem. Đây, bên này là lan Tết các bạn. Đào Tết. Ở trong này là bán địa lan. Ví như là mà đào Mộc Châu với Hương Gẩu đấy. Còn phía bên kia là cũng là chợ Tết thôi nhá. Bây giờ em dọc vòng thằng đấy, quay cho con xem một vòng nữa. Rồi, rất nhiều hoa Tết bên này đây. Đây bên này mọi người đang tham quan cũng để mua đây. Rất nhiều các bác nhé. Rồi bên này là hoa Tết. Cung đường này là cung đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội các bác nhé. Đây, hồ đẹp. Đào cảnh hoa hồng. Cung đường này là quất đây. Quất không nọ thì em đã quay cho các bác xem rồi. Rồi, quất đây các bác này. Đấy, mọi người đang đi chơi sắm Tết. Đấy, quý vị và xem nhớ cho em một like nhé, một đăng ký để ủng hộ cho kênh của em nhé. Đấy, một dãy đường này là toàn bán đồ để chơi cảnh chơi Tết thôi. Em quay một vòng cho các bạn xem. Đấy, các hồ lựa chọn các bạn. Đào Tết, hoa Tết, cây cảnh, cũng là tất cả các bạn. Và bây giờ thì em sẽ quay một lúc nữa, em kết thúc video nha các bạn nhé. Đường nó rất dài. Đây, hoa Tết đây các bạn nhé. Đây, đào Tết này. Đào Tết, quất Tết. Quất Tết này, đào Tết này các bác này. Đấy, bên kia là lan hồ điệp các bác nhá.
Bây giờ thì em đi vòng nữa thì em được kết thúc video. Đây là đào tết đây các bác này, bây giờ nở răng rất là đẹp các bác nhé. Đây mọi người đang xem mũi để mua đây, đang trở ra để bán các bác nhé. Ở đây là đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội. Đây cây quất bonsai các bác này. Những cây quất bonsai này rất là đẹp các bác nhé. Đây bên trong này cũng là đang rất là nhiều. Đây là chị bán quất đây có này. Em để quay thôi. Để quý vị và xem nhé, nhớ cho Trà Lâm 8 một like và một đăng ký kênh nhé. Em đây là đường Cổ Linh này. Hôm nay đi làm việc qua đây thì em quay cho tất cả quý vị cùng vào xem. Hiện tại đây là đang là lễ hội hoa xuân nên là rất đông người các bác nhé. Dọc cả hai bên đường các bạn đều bán đồ tết các bác nhé. Đây mời tất cả quý vị và các bạn cùng về cùng xem nhé. Đây quất đây. Quất tứ liên đây. Đây quất tứ liên ngon này, nhìn cái chùm này. Quay cả người bán hàng và nói. Thằng ông. Đây là chị chủ vườn các bác nhé. Ở đây thì đang diễn ra hội hoa xuân nhé, ở đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội. Đây các bác nhìn là cành đào này. Đây cành phai đẹp nhỉ. Nhiều phai đây. Đấy quý vị vào xem nhé. Hôm nay thì là ngày 17 rồi. 17 tháng 12 rồi. Chỉ còn 13 hôm nữa là Tết thôi. Thì ở đây đang trưng bày rất nhiều quất nhé. Đây là quất tứ liên. Đây các bác nhìn chùm này. Đấy, toàn siêu phẩm mà quất thôi. Rất là đẹp các bạn. Bây giờ đi cho chó cho mà chậu ra bắt này nó không chạy mất. Người ta đi đuổi nó từ sáng đến giờ đấy. Rất nhiều quất các bác nhé. Đây các bác nào muốn mua xa thì cứ sang đường Cổ Linh các bác nhé. Ta có lựa chọn. Quất tết này. Rất đẹp các bác nhé. Đấy hôm nay thì em quay toàn cảnh cho tất cả quý vị các bạn cùng xem nhé. Đây là đường khu vực đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội. Hiện tại đây đang diễn ra hội đó là lễ hội hoa xuân, bán rất nhiều quất.
cũng như đào và cây cảnh nhé. Vâng, và bây giờ thì em là quay một lúc nữa thôi là em sẽ kết thúc video. Đây là đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội các bác nhé. Quất rất là đẹp các bạn. Và hôm nay thì Trần Lâm tìm dám vừa quay cho tất cả quý vị các bạn xem nhắc toàn cảnh nhá, lễ hội hoa xuân ở đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội nhá. Và bây giờ thì Trần Lâm tìm tám nhá, xin phép kết thúc video đây nhá. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào video kế tiếp nhá. Quý vị xem video của Trần Lâm tìm tám hãy nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ cho Trần Lâm TV8 nhá. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn nha. Xin chào.